địch Triệu Hoán Sư Soi Game là tựa game thẻ tướng với nhiều điểm đặc sắc từ đồ họa cho đến lối chơi. Game ấn định Open Beta ngay trong tháng 9 tới. Vô địch Triệu Hoán Sư được thiết kế theo cách màn hình dọc lấy bối cảnh thần thoại kỳ ảo, nơi hội tụ của rất nhiều nhân vật đến từ nhiều vũ trụ thần thoại và tiểu thuyết. Điển hình như Gia Cát Lượng, Lữ Bố của Tam Quốc, Đắc Kỷ, Na Tra, Dương Tiện của Phong Thần Diễn Nghĩa, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Hồng Hài Nhi của Tây Du Ký, thậm chí là Hắc Bạch Vô Thường của Minh Giới và Chúc Dung Huyền Minh từ thời Hồng Hoang. Chưa kể đến các nhân vật còn được chăm chút tỉ mỉ về ngoại hình, dù hiển thị ở dạng 2D chibi, nhưng những nét riêng độc đáo vẫn không lẫn vào đâu được. Từ ngoại hình cho đến các kỹ năng đều mô phỏng theo các nhân vật nguyên bản, cho phép người chơi được xây dựng một đội hình gồm những nhân vật thần thoại mà mình yêu thích nhất mà không bị giới hạn. Cũng như những tựa game thẻ tướng khác, trong game người chơi sẽ bắt đầu khám phá thế giới thông qua chuỗi nhiệm vụ vượt ải. Sau mỗi ải, người chơi sẽ có cơ hội chiêu mộ thêm những nhân vật mới, mở khóa các tính năng từ cơ bản đến nâng cao, đồng thời thu thập nguyên liệu để nâng cấp bồi dưỡng sức mạnh cho các nhân vật trở nên mạnh mẽ hơn. Vì siêu phẩm game thẻ tướng bối cảnh thần thoại này có tích hợp cơ chế nhàn rỗi nên người chơi sẽ không phải thao tác quá nhiều trong quá trình chơi. Bạn chỉ việc sắp xếp đội hình và chúng sẽ tự động chiến đấu và thi triển những kỹ năng với hiệu ứng mãn nhãn hoành tráng. Bạn có thể tăng tốc quá trình chiến đấu để nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ ải, dành nhiều thời gian nghiên cứu hệ thống chiến thuật chuyên sâu. Nhờ sở hữu dạng nhân vật đồ sộ đến từ đa vũ trụ nên vô địch Triệu Hoán Sư có vô số cách kết hợp đội hình. Thêm vào đó, mỗi nhân vật đều có những thế mạnh riêng và khắc chế lẫn nhau, vì vậy người chơi cần hiểu rõ chủng tộc và lát của các nhân vật cũng như mối tương quan giữa họ để đưa ra những lựa chọn thông minh và hiệu quả. Ngoài ra còn có các tính năng phụ đi kèm giúp nhân vật đột phá sức mạnh vô hạn. Game cũng cung cấp nhiều hoạt động phong phú cho người chơi thỏa sức tận hưởng và thử thách khả năng của mình. Bạn cũng có thể hợp tác cùng bạn bè lập bang khiêu chiến tam giới thông qua các đấu trường BB hấp dẫn bậc nhất như bang chiến bá thế giới, đại hội tiên đạo. Liệu ai sẽ là người đủ khả năng để lật đổ huyền thoại, tái sinh thế giới? Câu trả lời sẽ được hé lộ khi game vô địch Triệu Hoán Sư chính thức ra mắt vào tháng 9 tới đây. Đặt game và chờ đợi thôi nào! We'll be right back.